Em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được một con cưa trượt của Hitachi nha anh em. Đây ha, con cưa trượt này còn khá là đẹp luôn nha anh em. Nó nước sơn còn khá là đẹp luôn ha. Lâu lâu về một con là khá là đẹp luôn nha anh em. Đây ha, máy ha anh em, ngoại hình phía sau ha. Đó. Thì giờ em xin đọc cái thông số máy cho anh em mình nha. Cưa trượt Hitachi mã có là C10FSH nha anh em. Điện là điện 100V ha. Con này công suất là 1330W nha. Dòng tua là 3.800 dòng trên phút nha anh em. Thì nó xài lưỡi là lưỡi 216 ha. Đây ngoại hình của máy nha anh em. Đó. Ti đẩy rất là nhẹ nha anh em. Rồi. Thì con này có đèn gọi lưỡi ha. Có đèn laser hành trình trượt luôn nha anh em. Đầy đủ ha. Nghiêng xoay 45 độ hai bên và nghiêng 45 độ hai bên luôn nha anh em. Đầy đủ hết ha. Đó. Ở đèn laser hành trình trượt ha. Đó. Lưỡi là lưỡi zin luôn nha anh em. Đó, lưỡi 260 ha. Lưỡi. Đây giờ em test máy cho anh em mình xem ha. Đó. Thắng từ là nhạy luôn nha anh em. Đó, thắng từ đồ đầy đủ ha. Đèn laser, đèn gọi lưỡi đồ đầy đủ ha. Đó. Thì anh em quan tâm đến con cưa trượt Hitachi này liên hệ em nha. Cảm ơn em.